Đi. Anh có hiểu về chuyện này không? Làm thế nào mà chúng ta bị nhốt trong lồng, và sau đó bị bắt cóc tới ngôi nhà này? Tình ý này muốn làm gì chúng ta? Hắn ta có mối thù gì với chúng ta không? Hay là có ai đó đã tìm cách trả thù chúng ta? Tại sao mày lại chết rồi này? Tại sao lại không dũng cảm bước ra trước mặt tao? Tôi sẽ xuất hiện sớm thôi. Nhưng sao phải dồn dập đến vậy? Tôi muốn các người phải chịu đựng và gào thét thêm một chút nữa. Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ không để các người chết dễ dàng đâu. Thật sao? Vậy thì hãy bước ra trước mặt tôi đi, và nói xem mày muốn gì. Hãy bước ra đi. Tôi muốn rất nhiều thứ. Tôi muốn mọi thứ của anh. Tôi muốn cướp đi mọi thứ mà anh đang có. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, mọi thứ. Mày nghĩ là mày làm được điều đó dễ dàng vậy sao? Deep Dry Shin, mày không còn lựa chọn nào khác đâu. Chính mày đã sớm tự dâng cho tao những điều mà tao muốn rồi. Giờ đừng cố gắng làm bất cứ điều gì qua mặt tao. Bom đã được cài khắp mọi nơi của ngôi nhà này. Hãy dừng trò chơi bẩn thỉu này qua lại đi. Muốn làm gì chứ? Muốn nổ bom hay là muốn bắn chết chúng tôi thì cứ làm đi. Nhưng tôi có thể chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ như con rối của anh đâu. Hiểu chứ? Haruhi, mọi người sinh ra đều là một con rối, và không ai có thể thay đổi được số phận của bản thân. Tất cả chúng ta đều phải chấp nhận là con rối của số phận. Hãy tiếp tục nói chuyện để đánh lạc hướng hắn. Anh sẽ tìm xem giọng nói này đến từ đâu. Hãy suy nghĩ về những hậu quả hành động của anh đi. Dù anh là X hay là Y, anh cũng sẽ trả giá cho những gì anh đã làm hôm nay với bạn bè và gia đình của tôi. Deep, cái này. Deep, đây là cái gì? Anh đã thấy ai? Người đàn ông đó đã bỏ chạy rồi. Deep. Deep. Đây là bông tai của tôi. Deep. Deep Dry Shin, anh tự cho là mình thông minh sao? Nhưng quá ra anh lại là kẻ ngu ngốc. Anh thậm chí còn không thể nhận ra ngôi nhà của mình. Tôi đã phải mất 12 tiếng để trang trí lại ngôi nhà này đó, và anh chẳng thể nhận ra được nó. Haruhi, đây chính là dinh thự của anh. Chúng ta đã không thể nhận ra ngôi nhà của mình. Tên ít này đã làm tất cả những điều này. Hắn ta đúng là một kẻ thông minh. Chúng ta đang ở trong ngôi nhà của chúng ta, vậy mà chúng ta không nhận ra được. Hắn ta đã đánh lừa tất cả chúng ta một cách rất ngoan buộc. Chúng ta chỉ thấy được những gì mà hắn muốn cho chúng ta thấy thôi. Trang trí lại ngôi nhà này, và chúng ta tin rằng chúng ta đã ở một nơi khác. Hắn ta rất giỏi trong việc này. Tình ích này là một kẻ rất thông minh, và hắn ta cũng là một kẻ rất điên khùng. Haruhi, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm ra mẹ của anh. Nếu không, bà ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Haruhi, chúng ta hãy đi tìm mẹ đi. Hãy giúp anh. Mẹ. Haruhi, mẹ đã ở trong đây. Mẹ. Mẹ. Mở mắt ra đi mẹ. Mẹ. Đi, mạch của bà ấy vẫn đập. Có vẻ như bà ấy chỉ bị hôn mê thôi. Nhìn đây Haruhi, trên cổ tay của mẹ vẫn bị cài một quả bom. Chúng ta phải sớm tìm ra chiếc điều khiển đó.
Ôi không, tôi thậm chí còn không nhớ được mình đã có chiếc điều khiển đó ở đâu. Aruhi, chúng ta phải tìm ra chiếc điều khiển đó bằng mọi giá. Chúng ta phải lấy được thiết bị này ra khỏi tay của mẹ anh. Anh không thể để bà ấy có chuyện được. Điếc, tôi đang nghi ngờ về Ahimanyu. Dù anh nói gì đi chăng nữa thì mọi chuyện ở đây đều xảy ra khi có mặt của Ahimanyu. Anh ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Không Aruhi, không chỉ có Ahimanyu mà cả Tara và Virat cũng có mặt. Tới bây giờ chưa thể xác định được ai mới là chủ mưu. Chúng ta phải bắt đầu tìm. Nhanh lên. Là anh phải không Ahimanyu? Anh trốn ở đây như một kẻ nhát gan và điều khiển mọi người. Anh nghĩ gì? Anh nghĩ là anh đã làm tất cả những chuyện này và tôi không biết gì hay sao? Ahimanyu, anh không thể che giấu sự thật mà tôi không biết được. Ahimanyu, tôi biết tất cả những gì về anh. Tất cả những gì đã xảy ra trong ngôi nhà này đều là do anh làm phải không? Anh đã lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này kể từ khi anh bước vào ngôi nhà này. Lúc thì anh giúp tôi, lúc thì giúp ta ra dập Virat. Rồi cả Điếc, anh đã lên kế hoạch để phản bội và giết chết Điếc. Và khi kế hoạch không thành công, anh lại đưa ra một trò chơi biến thái với tất cả mọi người ở đây sao? Anh đã lên kế hoạch cho tất cả những điều bẩn thỉu này phải không? Anh đã làm tất cả những điều này sau lưng tôi. Ahimanyu, tôi đang nói chuyện với anh đó. Cả hai đều bất tỉnh. Nếu hai người này bất tỉnh thì có nghĩa là hai người này không hề có liên quan đến chuyện xảy ra trong ngôi nhà này. Vậy thì ít là ai? Aruhi, Điếc, Ahimanyu cũng đã bất tỉnh. Ở phòng bên cạnh, Virat và Tara cũng đã bất tỉnh. Nếu ba người này đã bất tỉnh ở đây thì tất cả những chuyện này không liên quan đến họ. Rốt cuộc Ít này là ai chứ? Không đâu Điếc, cả ba người đã bất tỉnh nhưng không có nghĩa là họ vô can. Biết đâu họ đang dễ dời với chúng ta thì sao? Để không ai có thể nghi ngờ họ. Câu đố này càng ngày càng phức tạp hơn. Nhưng em nói đúng. Họ đã bất tỉnh nhưng không có nghĩa là họ vô can. Và cũng rất có thể người đứng đằng sau tất cả những chuyện này và đang dễ dừa chính là cô. Đây là thủ đoạn mới để cô trả thù tôi sao? Phải không Aruhi? Ồ Điếc, não của anh có đang hoạt động hay không gì? Ngay giây phút này chẳng có ai có thể giúp đỡ cho anh ngoại trừ tôi. Và anh đang nghi ngờ rằng tôi đã liều mạng cứu anh ra khỏi nhà tù chỉ để gài bom giết chết anh một lần nữa sao? Lẽ ra tôi không nên đưa anh ra ngoài. Dù dọc cái gì mà anh có thể nghi ngờ tôi. Cũng rất có thể những chuyện đã xảy ra ở đây đều là do anh gây ra. Lừa dối phản bội và đùa giỡn mạng sống của người khác, tất cả đều là bản chất của anh mà phải không? Nói ra thì anh mới chính là người đáng nghi nhớ. Anh đã làm điều này phải không? Anh đã muốn gài bẫy tôi. Nếu cô đang nghi ngờ tôi thì cũng được thôi. Cô nghĩ sao cũng được. Dù sao thì chúng ta cũng không thể tin tưởng được bất cứ ai trong ngôi nhà này, dù đó là cô. Đi, tôi sẽ để má đến tất cả mọi người ở đây, kể cả anh. Và nếu như sự bất tỉnh của Ahimanyu và Tara, Virat chỉ là một màn kịch thì trò chơi sẽ bắt đầu lại từ đầu ngay khi họ tỉnh lại. Tại sao cô lại đến đây? Cô có biết là cô không thể an toàn khi ở đây không? Nó rất khẩn cấp nên tôi phải tới. Chúng ta phải loại bỏ nó sớm thôi. Được, cô hãy ở đó đi. Hãy cảnh giác xung quanh. Tôi sẽ đến ngay. Chết đi. Phải tìm hiểu xem Virat đang gặp ai. Anh ta đang có âm mưu gì chứ?
các người sẽ không bao giờ tìm ra được kẻ chủ mưu thực sự đằng sau là ai. Ai mà điều có tin gì không? Liệu chúng ta có thể chiến thắng sau tất cả những gì đã xảy ra? Bà Guru đừng lo lắng. Tôi đã đặt một cái bẫy và lần này Deep sẽ không bao giờ có thể thoát được. Chắc chắn là như vậy. Tôi nắm được quyền kiểm soát trong dinh thự này rồi. Tôi đang khiến mọi người phải nhảy theo giai điệu của tôi. Những con rối của tôi. Bà Guru, lần này Deep sẽ không thể thoát được đâu. Dù thần linh có muốn cũng không thể cứu được hắn ta. Chẳng phải tôi đã cảnh báo cô rồi sao? Chẳng phải tôi đã nói với cô không được đến đây sao? Cô có biết chuyện lớn thế nào khi có người nhìn thấy cô ở đây không? Đây là gì? Tại sao bộ đồ quá trang ông già Noel lại nằm trong phòng của Virat? Vậy tại sao Virat phải giữ những thứ này trong phòng mình? Cô ta đã chết. Tại sao cô ta có thể sống lại được? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Vì công việc quá khẩn cấp nên tôi phải đến đây thôi. Virat đang muốn chơi một trò chơi gì đi? Âm mưu này là sao? Liệu có phải tên ít đó có phải là Virat không? Tất cả bọn họ chắc chắn đều đang ở trong tình thế lưỡng nan. Tại sao bức ảnh này lại ở đây? Nếu một nửa bức ảnh đã ở đây, vậy phần còn lại chắc chắn ở quanh đây thôi. Mình phải tìm ra nó. Hay là nó ở trong phòng? Nó có thể ở đâu chứ? Trong tấm ảnh đó rốt cuộc là gì mà bà ấy sợ đến thế? Chuyện này là sao? Và Sunhatra, bà đã làm gì? Bà đang làm gì ở đây? Có phải là bà đã lấy bức ảnh này trong thùng đồ của tôi không? Bà đã lấy nó. Bà có biết rằng cơn bão sẽ đến trong cuộc đời của chúng ta như thế nào khi bức ảnh này bị lộ ra không chứ? Đưa nó cho tôi. Và Sunhatra, cơn bão này chắc chắn sẽ đến, nhưng nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chỉ một mình bà thôi. Hãy nói chuyện đó sau đi. Bây giờ hãy đưa nó cho tôi. Dừng lại, đưa đi. Bà Guru. Thưa bà. Bình tĩnh lại đi thưa bà. Bà có quan hệ gì với người phụ nữ đó? Hãy nói cho tôi biết đi. Thuốc của bà. Tôi đi lấy thuốc cho bà ngay bây giờ. Bà hãy đỡ đi đi. Ta ra đang cầm thêm một phong thư. Cô ta biết gì rồi chứ? Chuyện này là sao? Giờ có gì đó trong phong thư đó.
giữa mẹ Deep và bà Guru có mối quan hệ như thế nào? Vậy tại sao bà Guru lại chạy đến đây để uy hiếp mẹ của Deep? Bí mật giữa hai người là gì? Bà ơi! Đứng đây bà ơi! Được rồi, hãy bình tĩnh đi. Đứng đây. Phải tìm xem phong thư đó có gì. Tara đã đi đâu chứ? Tara không có ở trong phòng. Sao mày dám chạm vào đồ của tao? Mày đã phạm quá nhiều lỗi lầm, và bây giờ mày phải trả giá. Tao sẽ xử lý mày. Sao mày dám vào phòng của tao mà không có sự cho phép của tao chứ? Tao sẽ giết chết mày đó. Có vẻ như cô rất thích ăn cắp đồ của người khác. Chiếc phong bì này là của mẹ của Điếp. Tôi đã thấy cô nhặt nó lên và mang nó đi. Tại sao đó là đồ của cô được chứ? Nếu nó là của cô thì hãy nói xem bên trong có gì đi. Bí mật là gì? Tôi sẽ biết được bí mật bên trong đó. Đủ rồi. Mày đã quá đủ rồi. Mày muốn biết bên trong có thứ gì phải không? Tao sẽ nói cho mày biết. Cuộc đời của Deep nằm ở trong chiếc phong bì này. Có một bí mật liên quan đến Deep. Đó là lý do tại sao tao không muốn mày nhìn thấy chiếc phong bì này. Vì nó là của tao. Vậy tao không muốn cho mày biết bất kỳ thứ gì ở bên trong. Đó là lý do tại sao tao giấu nó. Tại ra cô nghĩ rằng cô có thể che giấu được bí mật đó suốt đời sao? Tôi có toàn quyền với mọi bí mật của Deep. Cô hiểu điều đó mà. Mày có quyền gì ra lệnh cho tao chứ? Mày đã quá yếu đuối trước mặt của Deep. Mày lại bị Deep quá mặt một lần nữa, một cách dễ dàng. Không phải vậy sao? Mày có nhớ những gì mà Deep đã gây ra với mày không? Nhớ chứ. Anh không vào nhà tù này vì Aruhi. Chính anh muốn ở trong nhà tù này để thử thách Aruhi. Anh muốn thử Aruhi. Muốn xem liệu cô ta có thể nhìn thấy anh chịu đau khổ được không. Và nếu chịu được thì sẽ chịu trong bao lâu đây? Ta ra, trong lòng cô ta có rất nhiều thù hận, nhưng tình yêu luôn chiến thắng mọi thù hận. Vậy anh sẽ một lần nữa khống chế cô ta. Aruhi nên nhớ rằng, Deep sẽ lại phản bội mày thêm một lần nữa. Nhưng trước đó chính tao sẽ trừng phạt mày vì mày đã dám vào phòng của tao. Nếu có bí mật nào đó liên quan đến cuộc đời của Deep thì chính tôi sẽ tìm ra sự thật. Chào mừng đến với trò chơi tử thần. Chẳng phải tôi đã nói rằng trò chơi này sẽ tiếp tục sao? Deep Rising bậc thầy về các chiêu trò. Vậy thì anh sẽ bắt đầu trò chơi trước. Anh phải đánh cắp một viên kim cương đắt tiền. Và tôi sẽ cho anh biết địa chỉ và phần còn lại của kế hoạch. Dừng mấy trò dễ dẫn này lại đi. Không có kế hoạch nào ở đây hết. Tao chỉ có một kế hoạch. Đó là tìm ra mày. Mày đã chơi trò chơi quá đủ rồi. Thôi nào đi. Tôi có phải nhắc nhở rằng mạng sống của anh đang gặp nguy hiểm hay không?
Tiếng bíp bíp mà anh đang nghe không phải là âm thanh bình thường đâu. Âm thanh này có nghĩa là quả bom của anh đã được kích hoạt. Nếu quả bom không bị vô hiệu hóa trong vòng 2 phút tới thì nó sẽ bị nổ tung. Bây giờ anh đã không còn lối thoát nào nữa đâu Điếp. Chỉ còn một lúc nữa, các vụ nổ sẽ bắt đầu liên tục xảy ra. Chừng nào quả bom còn trên tay của mẹ anh thì anh không thể thoát khỏi tay tôi đâu. Bây giờ hãy nhanh chóng quyết định về xem anh sẽ làm gì đi. Anh sẽ không dễ dàng thoát khỏi tôi đâu. Tôi sẽ không ngừng theo đuổi anh. Bây giờ hãy nhanh chóng quyết định xem anh sẽ làm gì đi. Anh sẽ không dễ dàng thoát khỏi tôi được đâu. Tôi sẽ không ngừng theo đuổi anh. Những gì anh đã làm, số phận của anh và cả quá khứ của anh cũng chính là số phận và quá khứ của tôi. Đó là lý do tại sao anh không thể từ chối tôi. Anh phải đánh cắp viên kim cương đó cho tôi. Vậy thì để xem mày sẽ làm được gì. Tất cả chúng mày qua đi. Cái điều khiển đó đâu rồi? Mau mở nút ra.